Xin chào tất cả các anh chị em, và hiện tại thì mình vẫn đang ở nhà của mình. Đấy, thì bạn thể thấy đằng trước nhà mình hiện tại là người ta đang xây rất là cao, 6-7 tầng gì đó. Đấy, bên này người ta cũng đang xây, nói chung là diện tích rất là rộng. Đấy, và người ta xây để cho thuê bất động sản, làm văn phòng cũng như quán cà phê này kia. Đó, thì bạn có thể thấy không khí rất là trong lành, rất là khác so với Hà Nội. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chủ đề mà mình tin rằng có rất là nhiều bạn thắc mắc là anh ơi, làm nào mà anh có quá nhiều ý tưởng để có thể chia sẻ như vậy? Ngày nào anh có một cái ý tưởng mới để có thể nói, để có thể chia sẻ cho cộng đồng. Vậy làm thế nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bí quyết của mình. Và đây là cái bí quyết cực kỳ tuyệt vời. Cái điều đầu tiên mà các bạn phải lưu ý khi mà mình muốn có nhiều ý tưởng, đó là cái ý tưởng đó là cái đầu ra, hay nói cách khác là cái output. Đầu ra tức là mình chia sẻ, mình có thể nói cho mọi người. Vậy thì muốn có cái đầu ra ấy, thì mình cần phải hiểu là mình cần phải có đầu vào, tức là mình cần phải input vào, đúng không? Thì hàng ngày là mình đều phải xem video, mình phải đọc sách. Đấy, thì trong cái quá trình đọc sách đấy là mình nạp thêm kiến thức vào. Trong quá trình mình xem video về phát triển bản thân, về kiến thức, thì mình nạp thêm kiến thức vào. Vậy thì khi mà mình xem video, mình đọc sách, thì trong cái quá trình mình xem video, mình đọc sách ấy, thì nó lại bật ra một vài ý tưởng ở đó trong não. Tức là não nó có cơ chế tự động là bật ra ý tưởng. Và ngay lập tức khi mà não của mình nó bật ra ý tưởng ấy, thì mình phải ghi chép lại ý tưởng ngay lập tức. Và cái ý tưởng đấy ấy, nó là ý tưởng rất là hay và nó rất là tuyệt vời. Đấy, thì đấy là cái cách đầu tiên để mà mình có thể làm, thì bạn có thể làm ngay nhá. Cái cách thứ hai để mình có ý tưởng, cách này vô cùng tuyệt vời. Cái cách này mình học trong cái cuốn sách là cuốn Thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vitale. Đấy, thì cuốn này thì cái riêng cái bí quyết này thôi đã khiến cho bạn không bao giờ hết ý tưởng rồi. Đó chính là cứ ngồi xuống, viết tất cả những gì trong đầu mình đang nghĩ ra. Không quan trọng là mình đang nghĩ gì nha. Tức là ví dụ như kiểu mình có thể viết là không biết là mình đang nghĩ gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết là mình viết gì. Mình cũng chẳng có ý tưởng gì cả, mình cũng chẳng biết ra làm sao cả. Cứ viết bừa ra, tức là đầu nghĩ như nào. Đấy, thì tay viết hệt như vậy. Đấy, thì cứ viết tất cả những cái suy nghĩ trong đầu ra. Thì khi tất cả trong đầu cái suy nghĩ trong đầu nó trút ra ấy, thì đến một thời điểm khi mà bạn viết ấy, tự dưng nó sẽ bật ra một cái ý tưởng nào đó. Nó cực kỳ hay. Đấy, và không những là một ý tưởng mà nó có rất nhiều ý tưởng khác nhau nó được bật ra. Đấy, thì bạn hãy thử ngay cách này, cứ ngồi xuống viết thoải mái ra, đầu nghĩ như nào thì tay viết như vậy, thì tự dưng nó bật ra rất là nhiều ý tưởng. Đấy, cái cách vừa rồi là cái cách mà gọi là bí quyết đấy, cách thực sự là rất là quan trọng đối với mình. Cách số 3 cũng rất là hay, đó chính là chả làm gì cả, cứ sống một cuộc sống bình thường, đi đến đâu trải nghiệm mọi thứ, và cứ khi nào mà trong não ấy nó tự động bật ra một ý tưởng nào đó thì phải ghi chép lại ngay. Đấy, tức là ví dụ như kiểu một hôm là mình đi ở trên cầu Nhật Tân, thì mình đang đi đường tự dưng mình bật ra một cái suy nghĩ, đó là cái ý tưởng là cách đọc sách để mà không buồn ngủ. Thì ngay lập tức mình dạt vào đường, mình bật máy ghi âm lên, mình nói cách đọc sách không buồn ngủ, sau đó mình thu âm lại. Đấy, mình giữ luôn cái ý tưởng đó. Hoặc là một hôm mình có thể mình đang đi gọi là đi vệ sinh, xin lỗi các bạn, nhưng mà thực tế ra là đúng là lúc khoảng đi vệ sinh hoặc lúc tắm thì não nó cũng bật ra ý tưởng rất là nhiều, và lúc đấy thì mình cũng ghi chép lại ngay những ý tưởng đó. Hoặc là đang ngồi, ví dụ mình đang chuẩn bị nằm ngủ đi, từ tự dưng nó bật ra một ý tưởng nào đó thì mình cũng phải cố mà dậy, đấy, lôi điện thoại ra và ghi chép lại ý tưởng đó, thì mình lưu sẵn một cái lượng ý tưởng ở trong người, và đến lúc mình quay thì mình chỉ cần là phát thảo ý tưởng đấy ra thành kịch bản và mình nói thôi. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, cái cách thực sự vô cùng quan trọng để mà có cái thứ để chia sẻ với các bạn, đó chính là trải nghiệm. Vì bạn biết rằng là tất cả những cái gì mình chia sẻ cho bạn ở trong cái kênh YouTube của mình, nó đều là những cái trải nghiệm của mình, chứ nó không phải là những cái thứ mà mình có thể bịa ra được, bạn hình dung không? Cho nên có rất là nhiều bạn bảo là anh ơi, tại sao mà em cũng đọc sách nhưng mà em thấy những cái gì anh chia sẻ nó rất là khác sách. Bởi vì nó khác sách bởi vì đơn giản thôi, làm gì có thằng nào có những cái mình đang chia sẻ, bởi vì nó là của mình, bạn hình dung không? Nó là những cái trải nghiệm của mình, cho nên làm sao mà bạn có thể tìm thấy được ở chỗ khác, đúng không? Ví dụ như kiểu mình phải đi taxi thì mình mới có câu chuyện taxi để kể cho bạn nghe hôm qua, mình phải đi thiền thì mình mới có câu chuyện đi thiền mình kể cho bạn nghe hôm trước, hoặc là mình phải chạy bộ, đúng không, thì mình mới có câu chuyện chạy bộ mình chia sẻ cho bạn. Tóm lại là mình phải gặp gỡ người này, mình phải gặp gỡ người kia, và cứ trong cái quá trình mình gặp gỡ ấy, mình lại rút ra một cái bài học nào đó, và khi mình rút ra bài học đấy thì đơn giản mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Và đấy chính là cái cách để mình làm. Cho nên cái quá trình mình làm video ấy trên YouTube, đó chính là cái quá trình phát triển bản thân. Nếu như bạn ngừng trải nghiệm, nếu như bạn không cố gắng, nếu như bạn không làm cái gì cả thì tự dưng nó bị ý tưởng thôi, nó chả có cái gì cả. Còn nếu cứ làm liên tục, trải nghiệm liên tục, học hỏi liên tục thì chắc chắn sẽ rất là nhiều ý tưởng. Các bạn hãy thử ngay những cái điều mình chia sẻ cho bạn trong ngày hôm nay nha. Mình tổng kết lại 4 cái cách để có thể luôn luôn không bao giờ hết ý tưởng. Cách thứ nhất đó là phải đọc sách, phải xem video và nạp đầu vào, được chưa? Cách thứ hai đó là phải viết, tức là cứ ngồi xuống viết tất cả những gì bạn nghĩ ra, viết tất cả những gì bạn nghĩ ra, viết hết xuống thì tự dưng đến một thời điểm là não nó sẽ bật ra, được chưa? Cách số 3 đó là cứ bất kỳ lúc nào trong cuộc sống, kể cả lúc đi vệ sinh, đi tắm, bất kỳ lúc nào nó bật ra ý tưởng thì hãy ghi chép lại nó ngay. Cách số 4 đó chính là bắt buộc phải trải nghiệm thôi, làm những điều mới mẻ mỗi ngày, gặp gỡ nhiều con người mỗi ngày, đi liên tục, trải nghiệm liên tục, học hỏi liên tục thì tự nó sẽ có nhiều ý tưởng.
Ok, xin chào, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo của mình nhé. Ok.